Như đã nói ở phần trước, trong cuộc bầu cử năm 1860, sự kiện Abraham Lincoln đắc cử tổng thống đã trở thành giọt nước tràn ly, khiến cho chủ nô và các bang miền Nam bất bình. Họ tuyên bố ly khai khỏi liên bang, cũng như kích động một cuộc nội chiến đẫm máu. Nguy cơ sụp đổ nền kinh tế và cương vực của Hoa Kỳ lại một lần nữa hiển hiện ngay trước mắt. Vậy người Mỹ đã làm gì để vượt qua những khó khăn như vậy? Nhờ đâu mà họ đã vươn mình mạnh mẽ sau chiến tranh để trở thành một siêu cường như ngày nay? Hãy cùng Battlecry tìm hiểu câu trả lời qua video ngày hôm nay nhé! Chào mừng đến với Battlecry, lịch sử thế giới. Nội chiến Hoa Kỳ, cuộc chiến chết chóc nhất lịch sử nước Mỹ. Ngày 4 tháng 3 năm 1861, Abraham Lincoln đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ. Trong diễn văn nhậm chức, ông tuyên bố sự ly khai là vô dụng về mặt pháp luật. Bài diễn văn của ông kết thúc bằng việc kêu gọi phục hồi những mối liên kết của chính quyền liên bang. Thế nhưng, miền Nam đã bưng tai giả điếc. Ngày 12 tháng 4, tiếng súng của phe ly khai bắt đầu nổ nhắm vào các binh đội liên bang đồn trú ở đồn Sumter tại hải cảng Charleston, bang Nam Carolina. Chiến tranh đã bắt đầu, một cuộc chiến giết chết nhiều người Mỹ nhất trong lịch sử chiến tranh của họ. Chẳng bao lâu sau, cuộc chiến được phân thành hai mặt trận miền Đông và mặt trận miền Tây. Chiến sự tại mặt trận miền Đông khởi đầu khá tệ với phe miền Bắc khi quân ly khai chiến thắng tại Manassas Junction, nằm ngay bên ngoài Washington. Thiếu tướng McClellan được giao chỉ huy toàn thể các đơn vị lục quân của miền Bắc. Sau khi tái tổ chức lục quân Potomac mới, thì McClellan là thất bại trong việc xâm chiếm thủ đô của phe miền Nam là Richmond, Virginia. Sau đó thì buộc phải rút lui khi bị phản công bởi vị tướng thống lĩnh của Liên minh miền Nam là Robert Edward Lee. Còn trái ngược với những thất bại quân sự của mình ở miền Đông, thì tại mặt trận miền Tây, quân miền Bắc lại khá thành công với các trận đánh lớn như trận Perryville, trận Ceylon, tạo ra các chiến thắng chiến lược và đập tan các chiến dịch lớn của phe ly khai. Cảm thấy tự tin với lục quân của mình sau khi đánh bại phe miền Bắc tại trận Bull Run lần thứ hai, Robert E. Lee bắt tay vào một cuộc bắc tiến, thế nhưng đã bị chặn lại bởi tướng McClellan tại trận Antietam đẫm máu. Dù vậy thì McClellan cũng bị tước quyền tư lệnh vì từ chối truy kích tàn quân của tướng Lee. Thay thế vị tư lệnh cho McClellan là tướng Ambrose Burnside. Thế nhưng đội quân của ông cũng thảm bại trước một đội quân ít người hơn của chính tướng Lee tại trận Fredericksburg vào cuối năm 1862, khiến quân miền Bắc phải thêm một lần nữa thay đổi tư lệnh. Robert E. Lee lại tiếp tục chiến thắng trong trận Chancellorsville vào tháng 5 năm 1863, và họ tiếp tục xâm chiếm bang Pennsylvania để tìm nguồn tiếp tế và gây thêm tiêu hao lực lượng cho phe miền Bắc. Tuy nhiên, rất không may cho ông ta, quân Lee khai thất bại thảm hại tại trận Gettysburg vào tháng 7 năm 1863. Và đây có lẽ cũng là bước ngoặt lớn nhất của cuộc nội chiến này. Sau trận đại chiến này, quân của tướng Lee không thể tổ chức một cuộc tấn công chiến lược nào nữa, mà chỉ có thể phòng thủ trước những đợt tấn công dồn dập của phe miền Bắc. Hai năm cuối cùng của cuộc chiến diễn ra vô cùng đẫm máu, với việc tổng tư lệnh toàn bộ các lực lượng quân đội liên bang Ulysses Grant đã mở chiến tranh tiêu hao vào lục quân Bắc Virginia của tướng Lee. Đầu tiên là chiến dịch Overland, làm quân Lee khai thiệt hại nặng nề về quân số, buộc tướng Lee phải rút lui vào thành phố Petersburg. Sau khi bị bao vây gần 10 tháng, tướng Lee bỏ cả thành phố Petersburg lẫn thủ phủ của phe ly khai là Richmond để hỗ trợ lực lượng rút chạy về phía Nam. Thế nhưng tất cả đã quá muộn. Vào ngày 9 tháng 4 năm 1865, bị các đạo quân đông đảo của liên bang bao vây, Robert E. Lee đã đầu hàng tướng Grant tại trụ sở tòa án Appomattox. Các lục quân khác của Liên minh miền Nam cũng nối gót đầu hàng, và cuộc chiến tranh đã kết thúc mỹ mãn cho phe chính phủ liên bang miền Bắc. Theo dữ liệu điều tra dân số của Hoa Kỳ vào năm 1860, khoảng 8% toàn thể nam giới da trắng tuổi từ 13 đến 43 đã chết trong cuộc chiến này. Trong đó thì có 6% của miền Bắc và 18% là của miền Nam, khiến cho nội chiến trở thành cuộc chiến chết chóc nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Di sản của nó bao gồm việc chấm dứt chế độ nô lệ tại Hoa Kỳ, phục hồi nhà nước liên bang và tăng cường vai trò của chính phủ trung ương.
hành trình tái thiết và sự tiến bộ đáng kinh ngạc. Các vấn đề chính mà Tổng thống Lincoln phải đối mặt sau chiến tranh là đời sống của những cựu nô lệ, địa vị của phe thua cuộc và câu hỏi rằng liệu kinh tế có phát triển được không nếu xóa bỏ chế độ nô lệ. Những hiểm họa về nạn đói và vô gia cư của những cựu nô lệ được chính quyền Lincoln giải quyết qua 3 tu chính án tái thiết nhằm đặt chế độ nô lệ ra khỏi vòng pháp luật, bảo đảm quyền bình đẳng cho tất cả, kể cả người da đen, và ngăn cấm dùng lý do chủng tộc để tước quyền công dân của họ. Tuy vậy thì bất ngờ, đó là ở đời tổng thống kế tiếp, Hoa Kỳ lại tiếp tục chìm trong nạn phân biệt chủng tộc. Năm 1890, các tiểu bang miền Nam đã hoàn toàn tước bỏ quyền đầu phiếu của những cử tri người da đen. Nạn phân biệt chủng tộc lại bùng phát và kéo dài trong rất nhiều năm. Người da màu bị cách ly tại các nơi công cộng và lại là công dân hạng hai cho đến khi phong trào dân quyền đạt được những thắng lợi vào tận năm 1964-1965. Không chỉ có nạn phân biệt sắc tộc, nửa cuối thế kỷ thứ 19 được đánh dấu bởi sự phát triển và định cư ở miền Tây của Hoa Kỳ. Nước Mỹ đã phát triển vượt bậc nhờ vào việc hoàn thành tuyến đường sắt xuyên lục địa. Thời đại mạ hóa là thuật ngữ được Mark Twain sử dụng để mô tả thời kỳ cuối thế kỷ thứ 19, khi sự giàu có và thịnh vượng của người Mỹ gia tăng đáng kể. Nhu cầu phục vụ chiến tranh đã kích thích mạnh mẽ sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế dựa trên việc khai thác sử dụng quặng, động cơ hơi nước, năng lượng điện và phát triển khoa học, phát minh sáng chế. Trước năm 1860, chỉ có 36.000 bằng phát minh sáng chế được cấp. Trong 30 năm tiếp theo, có đến 440.000 bằng phát minh sáng chế được cấp và 25 năm đầu tiên của thế kỷ 20, thì con số này xấp xỉ lên tới 1 triệu. Đủ để thấy được sự phát triển của khoa học kỹ thuật nước Mỹ là kinh khủng như thế nào. Khoa học kỹ thuật thời điểm này phát triển mạnh mẽ, với những nhà phát minh tiêu biểu như Edison, Morse hay Bell đã giúp cho nền kinh tế ngày càng được hiện đại hóa. Đến năm 1890, nhờ vào các chính sách ưu tiên phát triển công nghiệp, sản lượng công nghiệp của Mỹ và thu nhập tính theo đầu người đã vượt xa tất cả các quốc gia khác trên thế giới. Thu nhập bình quân đầu người cao chót vót cũng kích động làn sóng di dân ồ ạt từ châu Âu tới. Từ năm 1880 đến năm 1914, có tới trên 22 triệu người đã di cư tới Hoa Kỳ. Điều này vừa giúp cho nguồn lao động trong ngành công nghiệp Mỹ thêm dồi dào, lại cũng vừa tạo ra các cộng đồng đa chủng tộc như ngày nay tại Hoa Kỳ. Dù cho nước Mỹ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính trầm trọng vào năm tiếp theo, với tỷ lệ thất nghiệp lên tới 18,4%, 500 ngân hàng phải đóng cửa, giá nông sản sụt giảm và nhiều trang trại bị phá sản. Nhưng may thay, nước Mỹ đã thịnh vượng trở lại dưới thời Tổng thống McKinley và kinh tế Mỹ đã tiếp tục phát triển cho tới năm 1929. Đưa thổ dân da đỏ vào sách đỏ. Ngay từ khi mới đặt chân tới Hoa Kỳ ngày nay, thực dân châu Âu đã gây ra hàng loạt các thảm họa cho người bản địa. Các học giả ước tính rằng dân số bản địa đã giảm từ 80% đến 90% trong những thế kỷ đầu của cuộc tiếp xúc với người châu Âu. Phần lớn sự suy vong này là do các loại bệnh mới du nhập vào châu Mỹ như bệnh đậu mùa, bệnh sởi và dịch tả. Người da đỏ thì không hề có sẵn khả năng miễn dịch đối với các loại bệnh này. Vì vậy, các đợt bùng phát dịch bệnh đã dễ dàng lây lan với tốc độ chóng mặt và tàn phá dân số của họ. Cũng chẳng hề cảm thấy thương xót đối với những cái chết đó, thực dân châu Âu còn khơi mào nhiều cuộc tàn sát với các dân tộc bản địa nhằm cướp đất trắng trợn và bắt họ làm nô lệ luôn. Sau cách mạng Hoa Kỳ năm 1776, các cuộc xung đột vũ trang đã gia tăng về quy mô, thời gian và cường độ. Nguyên nhân thì thường là do người dân Hoa Kỳ thi nhau hô hào đánh chiếm lãnh thổ của người da đỏ bản địa. Đỉnh điểm là trong chiến tranh năm 1812, khi các liên minh lớn của người Anh Điền dồn sức chiến đấu chống lại Hoa Kỳ và rồi thì thảm bại. Sau đó, các cuộc đụng độ vũ trang ngày càng thưa thớt dần và chính phủ Hoa Kỳ thì thường xuyên ép buộc các bộ lạc phải bán hoặc giao đất cho họ bằng các hiệp ước, làm cho diện tích sống của người da đỏ ngày càng suy giảm. Theo Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ, năm 1894, thì các cuộc chiến tranh với người da đỏ ở Bắc Mỹ
vào thế kỷ thứ 19 đã cướp đi sinh mạng của khoảng 30.000 người Mỹ bản địa. Còn dựa theo hồ sơ lưu trữ quân đội, thì trong 40 năm, từ 1850 đến 1890, có khoảng 21.586 người bị sát hại, bị thương hay bị bắt. Không chỉ có chiến tranh, mà vào đầu thế kỷ thứ 19, người Mỹ bản địa còn bị chính quyền ép buộc phải di rời khỏi đất mẹ và chuyển tới các vùng định cư tập trung. Vào năm 1830, Tổng thống Andrew Jackson đã ký đạo luật loại bỏ người da đỏ. Đạo luật này là một minh chứng không thể chối cãi của nạn diệt chủng, bởi nó hướng tới việc tiêu diệt một lượng lớn dân số của sắc tộc này. Phải khẳng định rằng đạo luật này nảy sinh nhằm giúp người da trắng độc chiếm những vùng đất màu mỡ của các bộ lạc da đỏ. Nó buộc người Mỹ bản địa phải rời khỏi quê hương và di rời tới lãnh thổ của người da đỏ ở phía Tây Hoa Kỳ do những người da trắng chỉ định. Hàng ngàn người đã chết trong cuộc di cư bắt buộc này do kiệt sức hoặc là dịch bệnh. Trẻ em người Anh điêng thì buộc phải tham gia học tập bằng tiếng Anh. Điều đó khiến cho người da đỏ dần biến mất do chính sách đồng hóa của chính phủ. Dưới áp lực khủng khiếp của nhiều đời Tổng thống Hoa Kỳ, dân số da đỏ bản địa chỉ còn gần 3 triệu người tính đến năm 2010, tức là chỉ chiếm khoảng 1% dân số của cả nước Mỹ. Trong khi đó, thì các ước tính đương đại cho biết có khoảng từ 2,1 triệu đến 18 triệu người sống trên lục địa Bắc Mỹ trước thời thuộc địa của người châu Âu. Có thể nói rằng, công cuộc phát triển nước Mỹ đã cướp đất và tàn sát, đồng hóa tới mức gần như là tận diệt những người da đỏ. Họ đã phải trả một cái giá quá đắt cho sự hùng cường của những người nhập cư. Vươn vòi bạch tuộc ra toàn thế giới và đứng đầu toàn cầu. Thời đại này mở đầu với chiến tranh Tây Ban Nha, Mỹ năm 1898, khi Tây Ban Nha từ chối đòi hỏi của Mỹ về việc cai trị tại Cuba. Để rồi thì chiến tranh nổ ra với một loạt các chiến thắng chóng vánh của quân đội Mỹ. Tại Hội nghị Hòa bình Hiệp ước Paris, Hoa Kỳ bắt đầu chiếm hữu các thuộc địa đầu tiên, đó là Philippines, Puerto Rico và đảo Guam từ xứ sở bò tót. Cuba thì trở thành một quốc gia độc lập, thế nhưng là đặt dưới sự giám hộ chặt chẽ của Mỹ. Khi Thế chiến 1 nổ ra tại châu Âu, Hoa Kỳ đã tiếp tế một lượng khổng lồ về tiền bạc, thực phẩm, đạn dược và binh sĩ cho châu Âu. Kết quả là phe hiệp ước của Mỹ đã giành thắng lợi vào tháng 11 năm 1918. Và nó thì cũng là nền móng cho sự lớn mạnh huy hoàng của Hoa Kỳ thời hậu chiến. Vào thập niên 1920, tầm vóc của Hoa Kỳ lớn mạnh một cách khủng khiếp để trở thành cường quốc kinh tế thế giới. Thời kỳ huy hoàng này được thúc đẩy bởi lý do là lãnh thổ nước Mỹ không phải chịu chiến tranh và vì sự tăng trưởng chóng mặt của hàng tiêu dùng như ô tô và điện ở Bắc Mỹ, cộng hưởng với việc sản xuất hàng hóa ồ ạt từ thời chiến và sự tiết kiệm của nhân dân trong chiến tranh khiến họ có quá nhiều tiền. Hoa Kỳ đã trở thành quốc gia giàu có nhất thế giới tính theo GDP trên đầu người. Ngành công nghiệp của Mỹ cũng tiếp tục sản xuất hàng loạt, làm cho hàng hóa có giá cả phải chăng. Và từ đó, người Mỹ bắt đầu chi tiêu bùng nổ sau thời gian tiết kiệm cùng kiệt trong chiến tranh. Nền kinh tế của Hoa Kỳ đã bùng nổ và cung cấp các khoản vay cho sự phát triển của châu Âu. Công nghiệp ô tô, công nghiệp hóa chất, công nghiệp điện ảnh và công nghiệp phát thanh đã sớm phát triển trong những năm 1920. Điều này cũng khiến cho văn hóa và xã hội của Mỹ tiến bộ vượt bậc. Nó thậm chí đã định hình và lan tỏa hàng loạt giá trị văn hóa, xã hội của Mỹ ra toàn cầu, như là các lĩnh vực thời trang, âm nhạc, điện ảnh, thậm chí là cả tình dục, văn học hay thể thao. Những giá trị văn hóa xã hội này vẫn còn ảnh hưởng sâu sắc tới toàn thế giới cho tới ngày nay. Tuy nhiên, nghịch lý đã xảy ra khi sản xuất ra nhiều hàng hóa quá thì không phải là tốt. Và đại khủng hoảng 1929 đã chứng minh cho điều này. Lượng hàng hóa tăng lên quá dồi dào, nhưng nhu cầu mua bán của người dân thì lại không tăng tương ứng. Nó khiến cho hàng hóa ế ẩm, gây ra khủng hoảng dư thừa. Chính sách thuế khắt khe lại làm cho hàng hóa không thể bán được ra nước ngoài. Ngoài ra thì quá trình hiện đại hóa đã làm cho những người thợ không lành nghề bị thất nghiệp. Đến tháng 11 năm 1932, cứ 5 người Mỹ thì có một người thất nghiệp. Thất nghiệp gia tăng càng làm cho sức mua giảm. Giá cổ phiếu thì tụt tới 80%
khiến cho thị trường chứng khoán sụp đổ vào ngày 29 tháng 10 năm 1929. Trong thời kỳ này, kinh tế Hoa Kỳ giảm phát khủng khiếp khi giá cả thế giới tự do, sản lượng sản xuất rớt 1/3. Các doanh nghiệp đóng cửa, các nhà máy ngừng sản xuất, các nhà băng thì phá sản vì mất đi các khoản tiền gửi tiết kiệm. Và cuộc đại khủng hoảng khủng khiếp này chỉ có thể kết thúc khi Franklin Roosevelt đắc cử Tổng thống Mỹ vào năm 1932. Chính quyền Roosevelt đã thực thi chính sách lạm phát tiền tệ vừa phải để tăng giá cả của hàng hóa và giảm nhẹ nợ cho các ngân hàng. Giá của hàng hóa xuất khẩu thì được hạ thấp, giải quyết một lượng lớn sản phẩm tồn kho. Nhà nước cũng cứu rỗi người thất nghiệp qua luật bảo đảm xã hội. Với bộ luật này, lần đầu tiên người lao động của Mỹ được trợ cấp thất nghiệp, được nhận lương hưu và nhiều quyền lợi khác. Ngoài ra, những người thất nghiệp còn được tạo rất nhiều công ăn việc làm thông qua đội bảo tồn dân sự hay cơ quan Tennessee Valley. Những tổ chức này giúp cho chính phủ giải quyết việc làm cho một số lượng lớn người thất nghiệp, lại vừa giúp cho nước Mỹ trở nên tiến bộ hơn khi mà hàng loạt các công trình công cộng và khu bảo tồn thiên nhiên được xây dựng. Điều này đã đưa nước Mỹ nhanh chóng trở lại guồng quay của sự phát triển. Và nhờ vậy mà Tổng thống Roosevelt liên tục tái đắc cử thêm 4 nhiệm kỳ nữa. Trong thời gian này, tình hình thế giới lại thêm một lần nữa căng thẳng khi mà nhiều quốc gia rơi vào tay của những kẻ phát xít. Ban đầu, Hoa Kỳ tìm cách tránh dính líu vào các cuộc xung đột ở ngoại quốc để đảm bảo cho sự phục hồi sau suy thoái. Roosevelt định hướng Hoa Kỳ như là một kho vũ khí dân chủ, cam kết hỗ trợ đạn dược và tài chính một cách toàn diện cho phe đồng minh. Nói hoa mỹ là như vậy, nhưng thực tế, Hoa Kỳ đã trở thành chùm buôn vũ khí của thế giới vào thời điểm này. Thế nhưng, muốn yên ổn thì cũng không xong. Nhật Bản đã gây hấn với Mỹ bằng cách tấn công Trân Châu Cảng vào ngày 7 tháng 12 năm 1941. Lý do là vì Hoa Kỳ đã ban hành lệnh cấm vận dầu mỏ với đế quốc Nhật. Và sự kiện này đã chính thức đẩy Hoa Kỳ tham chiến. Một lần nữa, nhờ có chiến tranh mà xứ sở cờ hoa lại phát triển chóng mặt. Hoa Kỳ đẩy mạnh cung cấp tiền bạc, sản lượng công nghiệp và vũ khí cho phe đồng minh. Điều đó thì lại giúp Hoa Kỳ tăng tối đa sản lượng kinh tế quốc gia. Kết quả tổng thể là sự gia tăng ngoạn mục tổng sản lượng quốc gia, sự bùng nổ sản xuất thời chiến đã xóa bỏ luôn nạn thất nghiệp và sự gia tăng tiêu thụ trong nước, mặc dù 40% GDP được sử dụng cho chiến tranh. Điều này đã cộng hưởng với việc ít bị chiến tranh tàn phá, nó lại giúp cho nền kinh tế Mỹ phát triển huy hoàng sau chiến tranh, thay vì quay trở về khủng hoảng. Họ thu được tới 114 tỷ đô lợi nhuận từ buôn bán vũ khí và hàng hóa. Từ năm 1945 đến năm 1950, sản lượng công nghiệp của Mỹ chiếm hơn một nửa sản lượng công nghiệp của toàn thế giới. Sản lượng nông nghiệp của Mỹ thì bằng 2 lần tổng sản lượng của Anh, Pháp, Đức, Ý và Nhật Bản cộng lại. Mỹ cũng nắm trong tay 3/4 lượng vàng dự trữ của toàn thế giới. Các hoạt động nghiên cứu và phát triển cũng tăng cao. Nổi bật nhất là dự án chế tạo bom nguyên tử có sức tàn phá khủng khiếp, đưa nền quốc phòng nước này độc tôn trên đỉnh của thế giới. Mục đích chính yếu của Mỹ từ năm 1945 đến 1948 là ngăn chặn sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản, làm bùng phát thời kỳ chiến tranh lạnh. Học thuyết Truman năm 1947 đã tạo điều kiện viện trợ kinh tế và quân sự cho Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ để đối phó với mối đe dọa của cộng sản tại vùng Ban Căng. Năm 1948, Hoa Kỳ áp dụng kế hoạch Marshall toàn diện, bơm tiền vào nền kinh tế Tây Âu và tháo rỡ các hàng rào mậu dịch. Nó giúp cho Hoa Kỳ áp đặt tầm ảnh hưởng khổng lồ lên nền kinh tế Tây Âu cũng như là toàn thế giới cho tới tận ngày nay. Sau đó thì Hoa Kỳ cũng bơm tiền cho một loạt các quốc gia khác như Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines, Thái Lan, v.v. nhằm xây dựng các quốc gia này trở nên hùng mạnh để ngăn chặn các làn sóng cộng sản từ phương Bắc tràn xuống. Sau hơn 300 năm, từ 13 bang thuộc địa nhỏ bé, sống lay lắt qua nguồn tiền của thực dân Anh, Hoa Kỳ giờ đây đã trở thành một siêu cường chuyên đi viện trợ cho quốc tế. Thời kỳ này còn chứng kiến sự chạy đua phát triển khoa học kỹ thuật giữa hai siêu cường, làm bùng nổ cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ hai ở Hoa Kỳ. Nhờ đó mà người Mỹ đã sáng tạo ra nhiều công cụ sản xuất mới, nguồn năng lượng mới, những vật liệu tổng hợp mới. Họ đứng đầu về thông tin liên lạc, về giao thông vận tải, mở đầu cuộc cách mạng xanh trong nông nghiệp và sản xuất vũ khí hiện đại. Sự kiện này cũng khởi sự cho cuộc chạy đua vào không gian, mà sau này Hoa Kỳ giành thắng lợi
khi mà phi thuyền Apollo 11 được các phi hành gia đặt chân lên mặt trăng vào năm 1969. Nó khiến cả thế giới dần dần phải công nhận rằng Hoa Kỳ ngày càng vượt trội hơn hẳn so với Liên Xô. Họ là một nước có nền kinh tế, quân sự và khoa học số 1 thế giới, và cũng là nền tảng quá vững chắc để họ giành được chiến thắng sau cùng trong chiến tranh lạnh, đồng thời tạo ra một thế giới đơn cực với Hoa Kỳ đứng trên đỉnh của thế giới, chi phối hàng loạt các vấn đề lớn trên toàn thế giới như ngày nay.